báo cáo tiếp đi em ơi. Thấy giờ. Chúc thuyền, dặn lại. Ê, dặn lại cái chiếc bé. Bỏ một vòng chúc thuyền nha. Thuyền trắng ở thuyền trắng chúc thuyền nha. Có một số trường hợp không khai thẳng. Đang chạy qua đường con quay tắt lễ lễ B một B đúng màu chạy qua đây chạy qua quay tắt một A để về lễ lễ con nó chạy xuống thị trắng nữa rồi lễ lên đi thị trắng này để biết tên. Xe mồi ba bê chạy lên đầu lẹ đi, đừng có cản trở phía sau, cái chuyện nó không chết bây giờ. Quái cực. Màn báo cáo. Sao đây rồi? Vâng, cái khu này nè, tôi không biết, bắt cá khu này. Oh. À, blueberry, để trứng blueberry. Ở trong thị trấn Balloon ở dưới tệt. Blueberry, anh có đèn ở thị trấn Blueberry đó nha. Rồi mẹ ơi. Mắt bích cấp một rồi, đối tượng này ở khu vực gần ấy. Có thể đối tượng chạy lên đấy đem. Đường cao tốc Chợ Nam á, đang qua đầu đối tượng đang ở cao tốc Tây Giờ 4. Đối tượng có thể chạy thẳng lên cầu đỏ nối liền SF và Tây Giờ. Không, đối tượng băng thẳng. Đối tượng băng thẳng và chạm thu phí chút cơ. Và có thể đi lên cao tốc Tây Giờ 3. Đối tượng đã ở cao tốc Tây Giờ 3. Đối tượng chạy thẳng chạy phía trên hàm cầu. Phạm Nhung báo cáo. Phạm Nhung ơi. Phạm Nhung hồi nãy nó nói mà 500 m. Giờ vậy cũng được. Thôi tôi phát hiện nè, nó đang ở cao tốc tầng 1. Đối tượng đang ở cao tốc tầng 1, có thể chạy thẳng qua bay sai. Đối tượng đi xuống. Đối tượng đâm xuống sân bay. Thôi đi họp nha. Đối tượng đang ở hành bay sai. Đối tượng đang ở bay sai. Đối tượng đang ở bay sai bất cứ phút ơn. Đối tượng này đi lên lại được đường. Đối tượng đang ở cao tốc bay sai. Gấp. Đối tượng đang ở cầu đỏ SS và bây giờ cầu đỏ bay sai. Đối tượng đang ở khu vực Chum Hau Lâu á, thì nói chung là nó ở gần nhà thằng Thanh nha. Nó bay luôn. Không vào được biển rồi.
đối tượng. Mày nói tao quay lại. Cấp phúc, đồn mẹ công việc của mày tới chỗ mới bánh cướp giùm tao đi. Con đeo quành lại nè, đối tượng đeo quành lại. Mày lồn nó bay quên mà lên. Chết rồi. Hay. Ba đi cầm đó nha, tao thấy nó đẹp á.